và nhìn này, màu nó sẽ như này. Dạ. Và khi mình bóp này, bóp nó sẽ không vỡ. Đấy. Bóp không vỡ. Đây, em ấn cả vào này. Đấy. Đây là đất Nhật Akarama, đất núi lửa đã lung rồi nhá. Ấn này. Không vỡ nhá. Thì cái này là bao toàn bao em để làm mẫu thôi. Đây. Các bác nhìn này. Hai loại đất nó khác nhau luôn này. Đất này thì là chỗ bác chủ vườn ấy, là bác ấy cũng đã, đây là bác ấy để hạ ra. Đấy. Khi mua một bên một đơn vị không được uy tín. Đây, đất hạ ra này. Các bác nhìn này. Đây nha, em sẽ test cho các bác này. Đấy, thấy chưa? Vỡ hết. Vỡ vụn hết luôn. Xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ giúp các bác phân biệt nó đất Nhật trên thị trường nó có những cái loại nào. Thì ở đây ấy, thì bên em thì chủ yếu là sẽ cung cấp các loại đất Nhật này nhá, nung 300 độ. Thì nó có khác vì so với những cái đất loại 2, loại 3 như thế nào. Đấy, thì đây là em, bên em đều có mẫu nhá, thì bọn em cũng sưu tầm thôi, sưu tầm trên thị trường, có khách nó mua và gửi về đây cho em, bên em nhá. Thì nó khác cái gì ấy? Thì đây em sẽ chỉ cho các bác nhé. Đấy, đầu tiên tôi sẽ quay về đất Nhật của bên em này, Akarama này. Thứ nhất này, các bác nhìn nha. Đây, có đủ các size mẫu mã như nhau, các bác nhìn nhá. Những em đây đã ghi rồi thì cho các bác sẽ dễ hiểu. Đây, đây em đã sạch ra một chút để em lấy một cái ít đất này. Đây, bao đất Nhật bên em bán này. Đây nhá, các bác nhìn này, màu nó sẽ như này. Và khi mình bóp này, bóp nó sẽ không vỡ. Đấy, bóp không vỡ. Đây, em ấn cả vào này. Đấy. Đây là đất Nhật Akarama, đất núi lửa đã lung rồi nhá. Ấn này, không vỡ nhá. Thì ở đây là đất loại 2. Đây, các bạn nhìn này, đây nó đã có hơi, nó bị mụn mụn này. Mụn mụn rồi này. Đây các bạn nhìn bên này này, nó không có mùn mấy này, rất là cứng này. Đây, đây là đại hai nhá. Đại hai này. Đây em ví dụ cho các bác nhìn qua đây rồi các bác nhìn thấy luôn này. Đây ví dụ em bóp này, bóp ở đây nha. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Nó bị nhiễn ra này. Đấy. Nó nhiễn ra. Bóp này nó sẽ nhuyễn này này. Đấy. Nhưng đây em bóp này. Em bóp đất này nha. Các nhìn này. Đấy. Không bóp là hằn cả tay luôn được không? Hằn nó không vỡ. Thì nó mới đạt tiêu chuẩn. Và nó sẽ không bị, khi tưới vào nó sẽ không bị vỡ. Đây một cái bao này thì nữa, đây là một bao nguyên nhá. Còn loại 2 thì em không muốn đấy. Nên đây em sẽ cho các bác hơn phân biệt cái loại thứ ba luôn. Đây, nó sẽ như thế nào. Đây, em lấy ra cho các bác xem nhá. Cái này là bao toàn bao em để làm mẫu thôi. Đây. Các bác nhìn này. Hai loại đất nó khác nhau luôn này. Đất này thì là chỗ bác chủ vườn ấy, là bác ấy cũng đã, đây là bác ấy để hạ ra. Đấy. Khi mua một bên một đơn vị không được uy tín. Đây, đất hạ ra này. Các bác nhìn này. Đây nha, em sẽ test cho các bác này. Đấy, thấy chưa? Vỡ hết. Vỡ vụn hết luôn. Đấy. Đây em ấn bên này nha. Đây. Đấy.
ấn rất là mạnh thì nó mới vỡ một ít thôi. Ở đây là không vỡ đấy, nghĩa là bên này ấn một cái là vỡ vụn luôn, và màu sắc nó khác luôn này. Thì cái này là bao nó khi đã cắt rồi ấy, thì nó sẽ có độ ẩm, màu miếc nó sẽ khác nhau nhá. Thì các bác lưu ý là mình sẽ nên chọn những cơ sở uy tín mà mình mua nhá, chứ không thì đừng ham rẻ. Ham rẻ là sẽ không ok đâu ạ. Đất Nhật nó sẽ không ưng ý cho mình. Đây này, ba cái ghim lại này, bác gửi là em này. Đấy, bảo là tại sao anh mua đất của em thì ok, mà sao mua chỗ khác này lại như này. Để nhờ em xem hộ. Đây nó là, đây các bạn nhìn này. À, các bạn nhìn này. Đấy. Không, không biệt nha. Đây đất loại 2 này. Loại 2 nó cũng mủn hết như thế này người này. Các bạn nhìn này. Để em lật cái bao bên em này. À, các bạn nhìn này, nó vẫn hạt là hạt này. Đấy, nó không bị bám quá nhiều bụi như này. Đấy. Rồi ok, vậy thì bác nào mà có nhu cầu về mua dòng này của em thì bên em chỉ bán loại 1 thôi nhé. Đất Akadama, đất núi lửa, nung 300 độ, thoát nước và nó không bị mủ. Rồi, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.